Năm nay tròn 95 năm tuổi đời, 75 năm tuổi đảng. Chưa lúc nào, Đại tá Dương Lê Phẩm, tức Lê Tuấn, quên những ngày tháng sống, chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ. Gia đình ông ở gần Căng Bá Vân, tuổi thơ của ông Phẩm phải chứng kiến những cuộc khủng bố, bóc lột của thực dân Pháp đối với hàng trăm người tù cộng sản và yêu nước. Từ trong đau thương, chàng thanh niên Dương Lê Phẩm đã được tôi luyện năng lực và ý chí cách mạng, được đào tạo võ thuật, thông thạo pháp ngữ, chữ Hán và chữ Quốc ngữ và một lòng sắt son cho sự nghiệp giải phóng non sông. Ông Phẩm và đồng đội nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn thủ đô gió ngàn Thái Nguyên và cả vùng căn cứ địa Việt Bắc trước các âm mưu phá hoại. Tôi có cái thuận lợi là tôi biết tiếng Pháp, nên là tôi liên hệ với những bọn lính, với những cái bọn anh em là tin cậy. Các cái thông tin gì mà anh em chưa biết thì tôi đã biết rồi. Cho nên là đến lúc bố trí cho 80 anh em trốn khỏi tù, căng quá vậy. Tôi thì là một ngày là cứ đi huấn luyện thanh niên dạy võ, cứ đêm nào cũng dạy. Anh em dạy võ thì nói võ thì lúc bây giờ nó sợ là phải làm sao tạo ra được cái khí thế cách mạng, tinh thần yêu nước và sự dũng cảm. Năm 1944, ông Phẩm được điều về lực lượng tuyên truyền vũ trang, rồi trở thành cán bộ Ủy ban Kháng chiến hành chính, nay là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Chứng kiến những ngày đồng chí Võ Nguyên Giáp cùng lực lượng quân giải phóng tiến về giải phóng thị xã, có mặt trong cuộc meeting ngày 20 tháng 8 năm 1945 tại sân vận động thị xã. Giây phút đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc tuyên bố bãi bỏ chính quyền của Nhật và tay sai, thành lập Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời Thái Nguyên do đồng chí Lê Trung Đình làm chủ tịch. Mãi mãi là ký ức tự hào, vẹn nguyên cảm xúc. Ở bên kia sông Cầu thì Võ Nhai, phía trên thì Phú Lương Định Hóa, kéo xuống cái con đường ấy cứ như thế kéo tất cả, kéo về dưới này thì đứng hết tất cả những quả đồi các thứ này các đứng kín hết. Phải nói là rất phấn khởi. Phấn khởi là thế nào? Nhưng mà anh nào cũng khóc. Tôi chưa nói tôi cũng khóc. Tất cả những anh mà cầm súng đều khóc cả. Khóc là vì sướng quá. Độc lập tự do, trước kia mình bị làm nô lệ, đến bây giờ mình có độc lập tự do. Thời gian sau đó, nhờ trí tuệ sắc sảo và sự gan dạ khéo léo khi làm cán bộ điệp báo ở chiến trường miền Nam, ông đã phát hiện không ít tên phản gián, phản bội để lực lượng trinh sát vũ trang tiêu diệt, đồng thời phối hợp tổ chức phong trào quần chúng đấu tranh phá Kìm, giành quyền kiểm soát của lực lượng cách mạng. Sau ngày thống nhất đất nước, ông Tuấn được điều về làm trưởng công an thành phố Thái Nguyên, sau đó về văn phòng Bộ Công an cho đến khi nghỉ hưu năm 1990. Mừng vui trước những thành tựu bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển, ông mong rằng thế hệ trẻ ngày nay hãy tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của cha ông, sống và cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu có, phồn thịnh, đồng thời luôn khắc nhớ, tri ân những hy sinh, cống hiến của thế hệ trước để có được nền hòa bình hôm nay.